Đây là khu resort ở bãi tắm Ông Lang. Mình đang đi xuống đường dẫn xuống bãi biển. Cái bãi này thì nó chỉ dành cho những cái resort ở xung quanh đây thôi. Nói chung là biển sạch đẹp và nước rất là trong. Khách thì nó không có nhiều. Nên là chủ yếu là người ta tới người ta nghỉ dưỡng và tận hưởng tắm biển. Tắm ở những cái resort thì người ta để rất là hoang sơ. Tại vì những cái du khách thì người ta thích như vậy. Bản thân mình cũng cũng thích những bãi biển mà có vẻ hoang sơ và khách thì vừa phải thôi. Để mình có thể là tự do tắm biển. Bạn thấy không? Lúc này là cũng khách tắm biển cũng cũng tương đối là khá so với những lúc khác. Nhưng mà cái lượng khách nó cũng chỉ như vậy thôi. Nên là cái người ta tắm nó rất là thoải mái. Thank you.
Đây các bạn thấy không? Cả một bãi biển rất là rộng. Các bạn có thể chụp hình, check in rồi làm những, nói chung là làm những cái gì mà các bạn thích. Rất là thoải mái luôn.